Kính thưa
nếu mà thì sự Phật giáo thì chúng sẽ phụ trì tu Bí Tạng. Chúng tôi là chí Bí Tư là quỷ và chí Bí Tư cũng là nhân dân các đồng chí lãnh đạo của xã xã bà của chúng ta, đặc biệt là chúng tôi là chí Phúc Tiết chủ tịch của chúng ta, chủ tịch của chúng ta đó. Vì sao mà từ Bí Tiết ý đoán của chị từ hôm nay có các nhà tài trợ thì chiều hôm qua khoảng 4 giờ chiều thầy Phúc Phước thông tin cho tôi là từ chiến lược quốc tế là chúng ta tổ chức đã có đề xuất với thầy là hiện nay là tình hình của xã Gia Tân đồng bào là đã khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chốt chặt rồi để mà cách ly ngay tại phòng 110 cũng như tại phòng về bảo vệ cách ly này không đưa vào để chúng ta có thể lãnh đạo thôi là các đường xã chúng ta cũng không mới rồi. Nếu mà mang tại chỗ thì cũng sẽ thôi, còn các đồng chí sau này hết dịch bệnh là đồng chí cái tổ chức chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào như thế nào để trở lại tại chỗ này. A tư là tiền mà thì như thế nó cũng còn phát triển vững chắc và bền vững được. Nếu bền vững thì một đồng chí đại liền tôi xin chia sẻ tổ chức sản xuất như thế nào, phát triển kinh tế như thế nào. Hôm nay có hội nghị ở đây này, có các nhà doanh nghiệp ở đây, tôi chỉ xem thêm biết như thế nào đó và sau này như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Thì thứ hai, tôi vừa đã bỏ cái đồng chí Bí Thư các cái tiền này thiếu đồng chí phạt trưởng trạm y tế trước hết trong đường trong tay nhau không hay như vậy. Thì bây giờ là toàn dân toàn thể đồng bào chúng ta phải thực hiện các biện pháp thì hôm nay là được thầy được cái đó từ các đồng chí lãnh đạo xã bà con thế như thế nào thì chúng ta góp phần ngăn chặn cái dịch Covid-19 này để chúng ta có sức khỏe mà làm ăn phát triển kinh tế và đặc biệt chúng ta cũng có nghe tin hiện nay là những cái tin của ngày 6 tháng 10 phong tỏa là tác động xã hội của chúng ta từ đó yên lặng mà cứ tin tưởng vào để làm ăn và giữ tốt cái năm cao đó. Tính thức thầy thông qua ban đại vô lực khát tơ chúc cho toàn thể các đồng chí cùng toàn thể đồng bào chúng ta mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và đoàn kết xây dựng xã chúng ta ngày càng phát triển. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng có chút một phần quà cho họ gửi đến cho bà con
nó gồm trong xuất quà, trong mô hình, trong đó gồm có trong cùng tôm và trong mô gạo và đường và một con con. Thì trong cái hoàn cảnh khó khăn, mùa màng mất mát, dịch bệnh Covid tràn đầy, bà con đi làm ăn xa nhưng về phòng tránh dịch Covid, đoàn chúng tôi không biết gì hơn xin cảm chân thành cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Chữ C cùng với Ủy ban nhân xã Gia Ba đã tạo điều kiện cho đoàn chúng tôi tiếp cận gần và gửi đến một phần quà nho nhỏ đến bà con không biết gì hơn xin chân thành cảm ơn. Doanh nghiệp La Tri tặng nhá, đấy, phát động ngay, ủng hộ lên, đấy, y tế là thiếu cái đồ ở đây, đấy.